Alo, chào anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ngày hôm nay mình chiến đấu trên cái bàn tài xỉu sảnh MD5 anh em ạ. Để xem cầu đi kiểu gì đây. Cầu đang có cái xu hướng đi cầu ngắn thôi anh em. Hiện tại thì vừa rồi là đứng 3 xỉu và một tài. Với cái cầu này á thì đánh cầu nghịch nhá. Bắt luôn một tài xỉu đây anh em. Làm chục củ đi anh em ạ. Tay đầu tiên chơi hẳn chục củ luôn này. Mình sẽ đánh cầu ngắn, vừa rồi nó bệt nhiều rồi mình nghĩ là nó sẽ đi cầu ngắn thôi anh em ạ. Để xem dự đoán chuẩn hay không. Quá chuẩn luôn anh em ơi, xỉu này. Mình quan sát thấy trước đó nó đi cũng khá là ngắn, anh em thấy là đi khá là dài. Đó, đứng xỉu và đứng cả tài luôn này. Và hiện tại thì mình đang đánh theo xu hướng cầu nghịch anh em ạ. Cầu nghịch thì sẽ đánh ngược lại kết quả của nó. Rồi, tay này làm 5 củ đi anh em. Làm 5 củ nhá, để xem có ok hay là không đây. Cứ phải chờ kết quả sau vài giây nữa anh em ạ. Xem hút được hay không nhá. Cầu này thì có thể đánh được cầu nghịch đấy anh em. Nhưng tay này mà đứng xỉu thì chứng tỏ là nó đang đi nghiêng về xỉu. Đủ vẫn đứng à. Cay nhỉ. Vẫn đứng anh em ạ, nó đang đi bệt xỉu này anh em ạ. Tức là nó đang đi nhiều xỉu hơn, tài thì chỉ đứng một tay thôi. Cầu hiện tại á nó đang đi theo cái dạng là kẹp tài và theo kiểu là một tài ba xỉu. Một tài ba xỉu à. Cân nhắc đấy anh em ạ, chứ không vội vàng nhá. Nếu như cầu 1-3 thì tay này đánh tay xỉu sẽ là hợp lý. Mình vẫn đang đánh cầu nghịch. Cược tiếp đi anh em. Đánh tiếp cầu nghịch nhá. Rồi để xem tay này liệu có sang tài được hay không. Nó kiếm khoảng 20 củ là chim cút anh em ạ. Tài 11 luôn anh em. Vừa đủ điểm ăn nhỉ. Chứng tỏ là cầu nó cũng đi ngắn thôi anh em ạ. Không phải là cầu đi đi dài đâu. Anh em thấy không? Quyết định của mình vẫn là đánh cầu nghịch nhá. Đó, quyết định vẫn đánh cầu nghịch, đang lãi đâu đó hơn chục củ rồi. Quá nét rồi. Tay này đảo sang xỉu này. Đánh 5 củ nhá. Những cái tay nào mà đẹp á, mình sẽ vào rất là khủng luôn anh em ạ. Còn tay nào mà cảm thấy nó bình thường thì mình đánh cũng rất là bình thường thôi. Cái cách đi tiền, cách quản lý vốn ấy, nó quan trọng hơn cái cách bắt cầu anh em nhá. Bắt cầu thì nó rất dễ đánh. Ok cho anh em. Xem liệu có húp được hay không đây. Xỉu 7 anh em ạ. Net Sony đấy. Quan net luôn anh em nhỉ. Cầu 1-1 này. Rồi, đang lãi hơn chục củ rồi anh em ạ. Bây giờ thì thế này. Quay sang tài đánh 3 củ thôi nhá. Hôm nay mục tiêu lãi khoảng là 20 củ. Thì cũng gần đạt được cái mục tiêu rồi anh em ạ. Khi anh em chơi game tài xỉu online á, anh em bất kể chơi con game nào cũng vậy thôi. Anh em nên đặt một cái mục tiêu. Đó, ví dụ anh em đặt mục tiêu chốt lãi khoảng 5% trên vốn chẳng hạn, trên một lần hoặc là 10% chẳng hạn. Anh em đạt được cái mục tiêu là anh em nghỉ. Không nên tham anh em ạ. Không nên tham. Một ngày anh em có thể là chơi làm 1, 2k, 3k tùy cái thời gian của anh em nếu như anh em rảnh. Xem tay tiếp theo hút được không nhá. Đồ vẫn đứng à. Cầu lại đi theo kiểu 1, 2 anh em ạ. Nhưng mà tay này thì mình cũng đánh ít thôi, đánh có 3 củ cũng không có gì. 1, 2 tay sau thì vẫn phải là đánh tài anh em ạ. Nhưng mà đánh thêm 2 củ nữa thành 5 củ nhá. Để xem liệu có ok lô hay không đây. Ok, để xem nào.
Cầu này thì vẫn đánh được cầu nghịch anh em ạ. Bây giờ mình đang thua một tay rồi, tay tiếp theo để xem. Rồi húp ngay anh em, lại vừa đủ điện ăn này. Đó anh em thấy không, lại 20 củ chỉ trong một nốt nhạc thôi anh em ạ. Lại 20 củ khá là đơn giản phải không ạ? Rồi tay này thì bây giờ sẽ kiếm thêm nữa nhưng mà đánh nhỏ lại anh em ạ, đánh 2 củ thôi. Đủ thôi, đánh 3 củ. Bấm hơi quá tay một chút. Ok chưa anh em? Đối với dạng cầu này thì cũng rất dễ thôi. Rất là dễ đánh thôi anh em ạ, đánh cầu nghịch vẫn cứ là hợp lý. Để xem nào nhá, hãm hút được không? Rồi 6-3-1. Đẹp luôn anh em ạ nhỉ. 6-3-1 đánh những cái bàn khác á, ví dụ anh em đánh bàn mini game chẳng hạn mà anh em nặn đánh xỉu mà nặn 6-3 thì thực sự quá đen nhỉ. Nhưng mà nó mà ra con 1 thì lại quá đỏ anh em ạ. Rồi cầu này thì bây giờ nó đang đi cầu 1-2 nhưng mà mình vẫn không đánh theo cầu 1-2 nhá. Mình vẫn đánh theo cái xu hướng cầu nghịch anh em ạ. Vẫn cứ đánh theo xu hướng cầu nghịch đi. Tay này sẽ làm 2 củ tiếp nha. Ok, làm 2 củ anh em ạ, để xem húp được không đây. Tay này mà húp là nghỉ luôn đấy, không chơi nữa. Tay này mà húp là nghỉ luôn đấy anh em. Và để xem liệu dự đoán của mình xem có được chuẩn hay không đã nhá. Rồi tài luôn anh em ạ. Như vậy là một cái con số lãi vượt với cái chỉ tiêu rồi. Đó. Tính ra là lãi là 50% trên vốn rồi. 50% trên vốn nó là một cái mức lãi rất là đẹp anh em nhá. Nên là tốt nhất là nên nghỉ anh em ạ. Anh em thấy không? Mình vẫn quyết định là đánh cầu nghịch là hợp lý luôn đấy anh em ạ. Đó. Trước khi nghỉ thì mình xem nó còn đi nghịch nữa không nhá. Nếu như tay này mà đánh tiếp á, thì mình sẽ đánh một tay xỉu anh em ạ. Mình sẽ đánh một tay xỉu nữa. Đó, vẫn là bắt cầu 1-1. Nhưng mà mình chốt rồi. Nói chốt là chốt, không tham anh em ạ. Nó chỉ cần đi sai vài tay thôi là oảng ngay. Nên là tốt nhất là nên nghỉ. Khi anh em mà trải qua được cái đoạn cầu nó đi đều đi đẹp rồi á, thì anh em sẽ có lãi. Mà thường thường trải qua đoạn cầu đẹp á, nó sẽ tiếp tục là cầu xấu anh em nhé. Nên là tốt nhất là nên nghỉ. Nếu như tay này đánh vẫn ăn anh em ạ, nhưng mà không đánh nữa, xác định nghỉ là nghỉ. Đó. Ok chưa anh em? Không nhất thiết là cứ phải đánh anh em ạ. Cầu thì đi đẹp thật đấy, nhưng mà cũng không biết kiểu gì đâu anh em. Rồi. Trong khoảng thời gian vừa chơi vừa chia sẻ cho anh em, kiếm được 25 củ là một con số cũng khá là khủng nhá. Anh em nào thấy video hay thì cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái video của mình nhé. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.